đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem dân Sion bị phạt lưu trở về, chúng tôi tưởng như mình đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi rộn rã vui cười, lưỡi chúng tôi mừng rỡ reo vang. Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ giữa chư dân người ta truyền tụng, Chúa đã làm cho họ những việc trọng đại. Vâng, Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, từ chốn lưu đày xin đem chúng con về, như suối nước tràn trề miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Họ vừa đi vừa khóc, đem hạt giống rắc gieo. Họ trở về trong hớn hở, lúa chịu nặng trên vai. Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh, đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh, đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh. Dừng lại bao đêm anh đến cùng người, nhiều người bảo hãy nhân chân và yên tâm. Đứng lên hân hoan anh quan tâm ao trình diễn trước người. Lời ai, đức tin của ai được đã chưa ai, đã chưa ai. Lời ai, đức tin của ai đã chưa ai. Bên về anh nghe biết Chúa đi qua liền kêu lên, hỡi ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Lời anh, lời anh, đức tin của anh được đã chứa anh, đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh được đã chứa anh. Lời anh, lời anh, đức tin của anh đã chứa anh. Người
dừng lại bảo đem anh đến cùng người. Nhiều người bảo hãy nhận chân và yên tâm, đứng lên hân hoan anh quan tâm nào trình diện trước người. Lời ai đất tình của ai đã chưa.